Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì đây là những cái cục đẩy xe 40 vừa mới cập bến của bên em anh em nhé. Xe 40 này công suất của nó là 1.500W. Anh em có thể nhìn qua, nó có thể rất giống với cái cục đẩy trước bên em bán, đó là cục mới 1.600. Thật ra thì ruột nó như nhau thôi anh em nhé, khác mỗi cái tên thôi. Đấy, mới 1.600 con Martin đấy thì khá là chất. Cái dòng là mạch mạch này thì nó khá là chất anh em nhé. Mạch này thì sử dụng sò là sò tô, thậm ra nó đánh súp thì nó phải nói là tưng bừng luôn anh em nhé, đánh súp tưng bừng. Con này sử dụng xe là bao sò này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Con này sử dụng 64 sò anh em nhé, 8 88 là 64. Sử dụng cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 tụ anh em nhé, tầng trên và tầng dưới hai tầng tụ anh em nhé, mỗi một kênh là một tầng tụ anh em có thể thấy. Và tụ này là tụ 63V 10.000 mi anh em nhé. Nói chung là đây là một trong những cái dòng cục đẩy mà khẳng định với anh em là cái công suất của nó khá là chất anh em nhé. Đó, theo nhà sản xuất thì con này là 1.800 P 108, con này thường này, công suất 1.800 đấy anh em. Đó, 1.800 ấy. Nhưng mà như em thấy thì nó đạt được tầm khoảng độ 1.500W anh em nhé, 1.500W. Và sử dụng lên tới 4 quạt gió. 4 quạt gió này thì anh em biết rồi đúng không ạ? Nó tản nhiệt rất tốt. Đó. Biến áp là biến áp đồng anh em nhé, biến áp đồng. Và size của nó là size 3U. Dòng này thì không có xa lạ gì với anh em rồi đúng không ạ? Nói chung là em đã nói là ruột giống con mới 1.600 là anh em biết rồi, đánh quá bền bỉ luôn anh em nhé, đánh quá bền bỉ luôn. Đó, giá tại là 8.800.000 đồng em nhé, chưa gồm phí ship. Đó, tụ rất là to đúng không ạ? Và mặt sau của nó, con này thì có các chế độ đánh như stair, Brunel và bridge anh em nhé, chỉ có 3 chế độ thôi. Đó, không có chỉnh độ nhạy đầu vào, không có nhiều thứ để chỉnh anh em nhé. Đó, với con này thì cái công suất của nó là một trong những cái công suất mà khẳng định với anh em là anh em chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ anh em nhé. Đánh những cái súp coi 125 thì cũng vẫn vô tư anh em nhé. Đây là cuộn cảm đây. Đánh những súp coi 125, súp kép coi 125 vô tư. Đây là súp kép của bên em coi, chỉ có coi 100 thôi. Đánh thì tưng tưng luôn anh em nhé. Con này thì em đã có rất nhiều các video về nó rồi. Đấy, thì hôm nay có đợt hàng về này thì em cũng lên video thông báo với tất cả anh em là đã có hàng về. Và anh em nào nhu cầu mua hàng thì liên hệ nhé. Với những dòng cục đẩy công suất lớn hơn thì bên em còn một con nữa, đó là con PL2.18. Công suất của nó là 1.800W một kênh ở 8 ohm anh em nhé. 1.800W một kênh ở 8 ohm thì anh em biết là công suất cực kỳ lớn. Con này là tầm 1.500. Theo nhà sản xuất thì con này 1.800, nhưng mà như em thấy là được tầm 1.500. Còn PL2.18 thì công suất chuẩn là 1.800 anh em nhé. Đã có video clip là đo công suất rồi. Đó, thì hai dòng này thì là đều là hai dòng công suất đánh súp anh em nhé, đánh súp chuyên công suất lớn. Còn PL2.18 thì công suất lớn hơn và nó có phần đánh súp riêng, có nghĩa là có phần cắt súp. Phần cắt súp nhưng mà nó cũng không quan trọng đâu anh em nhé, không quan trọng. Vì những dòng công suất lớn này anh em thường đánh cắt trên cốt hoặc là anh em cắt trên vang số rồi, nên không cần phải cần phần cắt súp đâu. Phần cắt súp trên cái cục đẩy nó cũng không cắt được sâu cho lắm, cắt lông lông thôi. Anh em có thể thấy á, nút rất là chắc chắn nữa. Dòng này thì anh em chơi sự kiện thì thoải mái luôn cho anh em. Độ bền bỉ cao và độ, nếu mà có lỗi sửa chữa thì nó cũng rất là dễ, vì tất cả những linh kiện của nó đều là linh kiện chân cắm anh em nhé. 64 sò anh em nhé, 64 sò. Thì với cái lượng sò này khá lớn anh em nhé. Nói chung là để đánh thì rất là bền bỉ. Cân nặng rơi tầm khoảng độ 40 cân anh em nhé, 40 cân. Hai tầng tụ. Đấy, tất cả đều riêng biệt và nếu mà có lỗi thì thay thế rất là dễ anh em nhé, chỉ việc cho bo mạch này ra thôi, bo mạch này ra là xong anh nhé. Tụ cũng vậy. Đấy, biến áp thì đây. Nói chung là rất là lớn. Nói chung là với chơi cái con này thì không, những cái loại súp kép bình thường anh em chơi được hết, còn 100, còn 125 thì vật thoải mái anh em nhé. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, nhìn nó rất là chắc chắn. Nói chung là chơi dòng này thì anh em chơi chỉ dành cho anh em chơi sự kiện thôi. Còn anh em chơi gia đình thì chắc là anh em phải chơi khủng lắm anh em nhé.
Ví dụ như nhiều anh em chơi gia đình phòng hát thì anh em cũng chơi theo kiểu là một kênh là đánh súp, còn một kênh này anh em đánh một cặp loa center, còn anh em dùng một cục đẩy để đánh full nữa, một cục đẩy bốn kênh để đánh full. Kênh này thì đánh loa center một cặp, kênh này thì đánh một quả súp kép, đấy thì nó cũng rất là ok đó, thì rất hợp lý anh em nhé. Còn đâu anh em chơi sự kiện thì cứ mỗi kênh một quả súp kép là ngon. Còn về cái ưu điểm của con này, nhiều anh em lại thích con CA40 hơn con PL2.18, vì con PL2.18 nó khá là dài anh em nhé, nó dài hơn anh em nhé, nó dài hơn con CA40. Như em đo là nó cũng phải mấy phân anh em nhé, đó như em đo là nó cũng dài khoảng độ xem nào, dài khoảng độ đây, dài hơn khoảng độ 2 phân anh em nhé. Đấy thì con PL2.18 thì nhiều khách cũng không thích vì nó dài, nó hơi dài. Còn con này thì nó vừa khuôn luôn, những cái tủ của anh em, tủ sự kiện của anh em đút vào phát nó vừa khuôn luôn anh em nhé. Nếu mà nó chặt thì anh em lại tháo được cả cái tai này ra nữa anh em nhé, tháo được cả cái tai này ra nữa thì nó lại càng nhỏ gọn nữa anh em nhé, càng gọn nữa. Đấy thì con này là một cái lựa chọn rất là ok cho anh em này, nhiều anh em rất thích con này. Và độ bền bỉ của nó đã được chứng minh qua rất nhiều, em bán rất nhiều sản phẩm. Và cái main mạch nó như này, đó là con Martin MX1600 ấy. Đấy, con đây 1500W ở kênh, con này cũng vậy, ruột như nhau, không khác gì. Và giá là 8.800.000 đồng, là chưa gồm phí ship anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc. Ok anh em nhé, hẹn anh em những clip lần sau nhé. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.